Mình đâu có tệ, mình cũng sống hết lòng với người khác. Mình cũng giúp đỡ nhiều người, rồi mình cũng làm việc tốt. Mà tại sao mình cứ gặp những cái chuyện gì đâu không vậy? Dương Cẩm Linh và Vận Đỏ tiền bạc đem về sức khỏe, giúp kinh tế khởi sắc, chứng kiến bố ruột thập tử nhất sinh. Lúc mà chị đang không có tiền á, thì ba mẹ chị rất là khỏe mạnh. Bản thân chịu di chứng sau khi sinh mổ con trai thứ hai. Thường phụ nữ sinh mổ là nó sẽ có lành hay là không lành ở bên trong. Cái đó của chị nó lại không lành. Ba chị là bị bệnh về cái đường hô hấp đó, gọi là thì lâu rồi. Người lớn mà, do cái lúc đó cũng bị tinh thần đó, nó xuống đó, cái bệnh nó nhanh hơn. Trời, chị chưa bao giờ có cái cảm giác đó. Mẹ chị gọi về nói là hai chị em phải về gấp. Không bao giờ mình quên được cảm giác đó luôn á. Chạy về bác sĩ cấp cứu, không có cho chị đem lên bệnh viện ở trên đây, tại vì không có đủ thời gian. Lúc đó mình chẳng muốn cái gì nữa. Lúc đó chị hả, chị xuống bệnh viện chị bay vô mà chị khinh ba chị nè. Lúc đó ba chị ốm không ăn được á, chị nhẹ bỏng luôn á. Rồi xong cuối cùng không biết trời thương sao á, chị có đi chùa Ngọc Hoàng á, cầu nguyện nói thôi cho ba con khỏe qua cái Tết đó. Thì là bữa Tết về là ba khỏe đó, đã qua được cái thời gian nguy kịch. Mà đúng là hai người lúc luôn, bà nội với lại bà. Cuộc đời mình nó sẽ có rơi vào những cái khoảnh khắc á. Một á là hồi Tết năm ngoái á, lúc mà chị đang không có tiền á, thì ba mẹ chị rất là khỏe mạnh. Bà chị cũng, nói chung mình không có bị những cái thông tin đó. Mà mình đời mình bị vậy, cái khi mà mình vượt qua được hết mọi chuyện là cuối năm nay chị đang rất là vui luôn á. Coi như là mình hoạch toán được, trời ơi cái số nợ mình trả vậy. Mình không nghĩ mà nó xong như vậy rồi. Mình rất là mừng, mà đâu phải là trả được mà còn có chút đỉnh dư để mà xoay sở trong nhà nữa. Nhưng mà ngược lại, lúc đó thì mình bị khủng hoảng về thấy mọi người trong đó. Mình biết thế nào thì cũng sẽ có tới lúc đó. Bà nè, rồi ba nè. May mắn bà với ba tự nhiên vượt qua được luôn. Phước đức. Bà nội chị thì ngồi dậy ăn được ngày hai chén cơm với chén cháo. Còn ba chị thì ngồi vui vẻ. Mà do cái phúc đức nè, cái bề trên đó mà mình sống đúng sống phải thì mình vượt qua được. Giống như chị đi, chị còn không nghĩ là mình sẽ sớm vượt qua như vậy nữa, thì mình không có được những cái phúc đức thì mình đâu có vượt qua được như vậy. Có nhiều cái phúc đức và làm những cái việc tốt thì mình đừng có nghĩ là ông trời không có công bằng, ông trời rất công bằng. Nhưng mà ở cái đoạn nào ông trời cần phải công bằng. Còn mình chưa có ngộ ra được nhiều cái bài học, hay là mình chưa có biết ra được thì ông trời không có cần phải công bằng ngay lúc đó. Lúc mà chồng chị bỏ đi rồi, chị không có tiền bạc rồi, mọi thứ chị cũng biết tại sao vậy. Mình đâu có tệ, mình cũng sống hết lòng với người khác, mình cũng giúp đỡ nhiều người, rồi mình cũng làm việc tốt. Mà tại sao mình cứ gặp những cái chuyện gì đâu không vậy? Lúc đó mình chưa có hiểu ra mình có phải vượt qua được. Mình đã chịu đi tới cuối con đường chưa mà mình đòi cái cánh cửa khác mở ra? Có người đi chưa có đến cuối con đường, chưa có đủ sức. Mình có đủ dũng cảm để mình đi thấy cái đường nó tới thui vậy? Mình có dám bước vô, mình đi tới cuối con đường để mình mở cái cửa tới thui đó ra để mình bước ánh nắng không? Mà mọi người đi tới đây thôi nè, mọi người đã thụt lùi rồi, sợ rồi. Giống như chị mà không dám đối diện với cái sự việc tiền bạc đó, không dám đối diện xử lý và không có dám tự mình đứng lên thì mình vẫn chưa được cái mở cái cánh cửa đó ra, tại mình chưa vượt qua chính bản thân mình. Thường phụ nữ sanh mổ là nó sẽ có lành hay là không lành ở bên trong, mà cái đó của chị nó lại không lành thì nó sẽ bị ra kinh nguyệt hoài. Thì đó là do hên xui tùy người. Mình sẽ bị mất sức rất là nhiều. Thì uống thuốc rồi cái xong lúc đó chị mới hỏi bác sĩ mổ là mổ là nó có gọi là hoàn toàn được hay không. Cái nói mổ thì cũng vậy, cái vết đó nó cũng không có lành hẳn hoàn toàn, nhưng quan trọng là mình có muốn đẻ nó hay không. Tại đẻ thì chắc không được nữa, tại cái vết đó nó đã hở ra nhà thì mình đâu có nhu cầu đẻ nữa đâu. Thì mình nói ok thôi, vậy khỏi mổ, mình đâu cần thẩm mỹ cái vết mổ ở bên trong đó thôi. Nó sẽ kê lúc đó thôi. Linh là một cái dạng mà cũng hay dễ bị mù quáng đó. Ở cái độ tuổi nào người ta cũng yêu mà. Đổ vỡ hai lần, Dương Cẩm Linh vẫn tin vào tình yêu, vẫn mù quáng khi yêu như thường, đưa lời khuyên về tình và tiền từ góc nhìn của một người thất bại. Linh là một người thất bại, thất bại trong những cái về tình yêu và tiền bạc luôn. Mong muốn bén duyên với điện ảnh. Khi mà phụ nữ yêu thì Linh là một cái dạng mà cũng hay dễ bị mù quáng. Giống như còn trẻ thì mình nghĩ tình yêu là tất cả. Rồi khi những cái biến cố xảy ra thì mình nghĩ bây giờ con cái mình là niềm hạnh phúc lớn rồi, thì chắc chắn là mình sẽ không có bị dễ bị dẫn dụ hay dễ bị mờ mắt nữa. Mình sẽ rất là tỉnh táo á.
mình sẽ không có phải là coi tình yêu là tất cả nữa. Chứ còn Linh nghĩ tình yêu nào thì nó cũng giống như vậy hết, dù ở lứa tuổi nào. Cái chuyện tình cảm đối với Linh bây giờ không phải là mọi người nói là mình bị quá nhiều cú sốc hay là chị này kia mình sợ. Không phải mình sợ, mà là ở từng thời điểm mình cảm thấy cái gì nó quan trọng và cái gì nó mang tới cái niềm vui thực sự. Thực ra trong cuộc đời này, ở cái độ tuổi nào người ta cũng yêu mà. Hoặc là cái tình yêu nó đều mang đến cái hưng phấn và cái hạnh phúc cho mọi người. Mình đâu có nói được là mình không có trọn vẹn rồi mình lại cho là trong cuộc sống này không cần tình yêu. Nhưng mà đối với mỗi người, ở mỗi giai đoạn và mỗi cái hoàn cảnh, người ta sẽ cảm nhận được cái giá trị hạnh phúc đích thực là cái gì. Hạnh phúc đích thực nhất của Linh bây giờ là những cái gì của con cái Linh, là những cái gì Linh làm ra. Linh là một người thất bại. Thất bại trong những cái về tình yêu và tiền bạc luôn. Thì Linh sẽ có đâu đó những cái lời khuyên của người thất bại. Tốt nhất là mình nên vững chắc về kinh tế, chủ động về tài chính. Để làm chi? Để mình có thể tự do trong suy nghĩ, không có lệ thuộc. Với Linh thì mình có tình yêu hay tình cảm hay hôn nhân gia đình gì đi nữa thì mình cũng đừng có bị lệ thuộc vào kinh tế quá. Để khi mình lệ thuộc vào kinh tế quá, mình không có chủ động quyết định được những cái gì đâu. Mấy bạn trẻ bây giờ Linh thấy rất là giỏi rồi. Rất là giỏi kiếm tiền và chủ động trong cái việc tài chính. Thì Linh nghĩ là tốt hơn nữa thì trước khi mình có gia đình, khi mình lập gia đình thì mình chủ động về tài chính và có cái khoản riêng của mình, để có bất cứ cái chuyện gì xảy ra mình cũng có thể xoay sở. Cái sự nghiệp của người đàn ông đặt lung lay, mình cũng là một cái người phụ nữ hỗ trợ được một cái phần nào đó kinh tế, thì mình nghĩ điều đó là một cái điều tốt cho tình cảm và gia đình luôn. Đó, tới giờ thì nói về phim truyền hình thì chắc Linh là người miệt mài cày phim truyền hình nhiều. Nhiều đến nỗi mà có những năm mở đầu cũng thấy mình. Thì cái thời gian mà để dành cho phim nó đã giống như bây giờ Linh cũng hơi lớn tuổi là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là giống như mình cảm thấy mình không có duyên với lại phim màn ảnh á. Nên mình cũng không có dám kỳ vọng gì nữa. Ít nhiều gì trong lòng khán giả thì cũng có nhớ đến một Dương Cẩm Linh đã từng đóng những cái bộ phim truyền hình đi vào trong lòng họ để nhớ. Và Linh may mắn Linh được trải nghiệm hết tất cả các loại vai diễn, từ ác có, hiền có, dữ có, cái gì cũng có hết rồi. Thì mình cũng phải nhường cho cái thế hệ trẻ nữa, chứ bây giờ mình không phải nào mà mình lúc nào cũng sẽ là một cái gương mặt như vậy hoài. Mà Linh cũng không muốn mình già đi ở trong khán giả nữa, chẳng lẽ giờ mình đóng vai già. Thì thôi, mình cứ giữ mãi cái hình ảnh đẹp ở trong lòng khán giả. Còn nếu một ngày nào đó mà mình có duyên lắm với lại phim điện ảnh thì chắc chắn Linh sẽ là một cái gì đó bùng nổ và khác lạ cho đến với lại khán giả. Và Linh sẽ dành hết tất cả các tâm huyết để cho một cái dự án đó. Vì chưa bao giờ Linh làm được một cái dự án nào về điện ảnh thỏa một cái đam mê với lại cái niềm mơ ước của Linh. Dương Cẩm Linh bất ngờ khi con trai lớn hỏi em của mình không có bố à? Ba Liam thì không có đó. Thì Nguyên cũng sẽ hay nói em không có ba hả mẹ? Gắn kết hai con trai cùng mẹ khác cha qua cách đặt tên là một phần không thể thiếu được trong cái tên. Nó là một mà tách ra thôi. Khẳng định cuộc sống ba mẹ con đã có dư sau khi thoát nợ. Nguyên là một cái người rất là nhạy và rất là hay hỏi và hay tò mò. Thì luôn hỏi vậy đó. Tại Nguyên thì có ba thì hay đón. Thì ba Liam thì không có đón. Thì giống như vậy đi. Thì Nguyên cũng sẽ hay nói em không có ba hả mẹ? Đó vậy đó, thì cái câu vô tình thôi. Linh chỉ luôn luôn nói với hai con là hai đứa là một cái khúc ruột của mẹ. Khúc ruột nào bị cái gì đau mẹ cũng đau hết. Tại sao có cái tên là Will và Liam? Tại vì ngay từ lúc đặt tên thì Linh cũng muốn nhấn mạnh cho hai con biết được là hai con là một phần không thể thiếu được trong cái tên đó. Nó là một mà tách ra thôi. Thì không cần biết nó xuất phát từ đâu, nó là bản thân nó là một. Và hai đứa cùng sống với mẹ thì anh em thì phải thương và chia sẻ với nhau. Sẽ có lúc thì con nít mà sẽ lúc em được mẹ chăm sóc nhiều hơn thì em sẽ gọi là anh sẽ bị ganh tị, mẹ không thương con, mẹ thương em nhiều hơn rồi này kia. Thì Linh cũng sẽ cố gắng nói để cho con hiểu. Linh sẽ tạo một cái cân bằng nhất có thể để cho mà cả Will và cả Liam đều không cảm thấy mà mình bị hụt hẫng hay thiệt thòi của gì, nhất là Liam. Sẽ không bao giờ để cho con cảm thấy điều đó. Tất cả những người phụ nữ, người ta ly dị, người ta đều phải tôi được có được cái này, có được cái kia, một cái sự vững chắc, vững chãi. Chứ không phải như mình. Có thể Linh không có được nhà cửa, tài sản hay tất cả những cái gì giống như tất cả những người phụ nữ khác sau khi ly dị chồng. Không có được tình yêu, hạnh phúc thì cũng có được cái ngôi nhà hay của cải để dành cho con mình.
nhưng mà Linh tự tin Linh có được cái bản lĩnh. Nếu mà Linh đã thủ cho bản thân mình đầy đủ hết thì Linh cũng không biết được là bản thân Linh có được một cái sự mạnh mẽ như thế nào. Linh đã không có nghĩ tới cái việc mà đi một bước nữa là vậy. Chứ không phải mình lúc mình cảm thấy chới với mình cảm thấy không có điểm tựa là mình cần một nơi nào đó để mình bám víu vô, rồi con cái mình có một cái sự an toàn khi lớn lên trưởng thành. Đó là cái Linh không cần. Nhưng mà chắc chắn một điều là bây giờ cái nguồn thu của Linh nó nhiều hơn là cái nguồn chi rồi. Chắc chắn như vậy, và Linh cân đối được thì cái đời sống, cái tinh thần của mình nó mới thoải mái hơn được. Còn khi mà mình thu mà lại không có đủ để mà chi ra thì mình sẽ lúc nào cũng đau đầu, vật vã và cảm thấy rất là lo lắng. Ba mẹ con Linh vẫn sống ổn, và hơn nữa thì bé đầu của Linh á thì cũng được cái sự mà lo về đi học á, tiền học hành thì ba Will cũng đã lo rồi, thì cái đó Linh cũng không có phải đau đầu lắm. Linh chỉ có lo cho Liam, thì Liam là đang ở trong giai đoạn là học trường mầm non, thì đâu đó một năm thì cũng 70-80 triệu, thì một tháng vậy chi ra bao nhiêu, thì cái tiền đó Linh bỏ riêng một phần ở trong heo. Ở cái lứa tuổi Linh có thể mọi người đã có những cái thành tựu rất là giá trị và rất là tài sản rất là lớn rồi, nhưng Linh được gì? Linh chỉ được mỗi hai đứa con và mới trả xong một đống nợ thôi. Có lẽ là trước kia Linh cũng do mình, bản thân mình quá hời hợt về cái chuyện về tài chính và không có quán xuyến giỏi và cũng không có đặt nặng quá vấn đề về tiền bạc, thì đó là một cái bài học lớn cho